lấp lánh mệnh mộc được phân chia làm hai loại là dương mộc, tức cây thân gỗ, và âm mộc, cây thân mềm. Tùy thuộc vào năm sinh mà phân loại là âm mộc hay dương mộc. Trong âm mộc và dương mộc đều có mệnh nam và nữ. Những người có năm sinh là số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 là âm mộc. Những người có năm sinh là số chẵn 0, 2, 4, 6, 8 là dương mộc. Đối với những người có năm sinh sau là dương mộc 1958, 1972, 1980, 1988, 2002, 2010. Năm âm lịch, Mậu Tuất, Nhâm Tý, Canh Thân, Mậu Thìn, Nhâm Ngọ, Canh Dần. Đối với những người có năm sinh sau là âm mộc 1959, 1973, 1981, 1989, 2003, 2011. Năm âm lịch, Kỷ Hợi, Quý Sửu, Tân Dậu, Kỷ Tỵ, Quý Mùi, Tân Mão. Tính chất của mộc luôn vươn lên cao không ngừng. Nếu mộc có khí thế mạnh, kim có thể tùy ý sử dụng mộc. Mộc mạnh dùng kim làm hỷ thần khắc chế. Mộc có kim sẽ vươn cao vươn xa. Mộc vốn thích thổ mạnh, vì thổ mạnh cội rễ của mộc vững chắc, cây được đất vun bồi rễ chắc vững. Nếu thổ ít, mộc có mối lo cành lá xung xuê nhưng cội rễ yếu ớt. Mộc sống nhờ thủy, thủy vừa phải, mộc được thấm nhuần, thủy quá nhiều mộc trôi nổi, nước nhiều thì cuốn theo cây. Mậu Tuất và Kỷ Hợi là nguồn cội của mộc, Canh Dần và Tân Mão là quê hương của mộc, Mậu Thìn và Kỷ Tỵ là chỗ sinh của mộc, đó là những cung giúp mộc sinh trưởng. Các cung Nhâm Ngọ, Quý Mùi, mộc bị khắc ở cung Canh Thân, Tân Dậu, mộc tự chết. Các cung trên dùng thiên can phối với địa chi luận về số mệnh của mộc sẽ có giải thích chi tiết trong các bài sau. Ở cung Giáp Tý, Ất Sửu, kim khắc mộc, nạp âm ngũ hành của Giáp Tý và Ất Sửu thuộc kim, khắc chế mộc ở thiên can, giáp và ất thuộc mộc nên kim khắc mộc. Tất cả các cung này, Giáp Thân, Ất Dậu, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Giáp Tý, Ất Sửu đều làm chết mộc, tử mộc. Lấp lánh tính cách. Sinh mộc và mộc vượng, mộc sống được hỏa tốt đẹp, bính hỏa hay đinh hỏa cũng vậy, vượng cực nên bị tiết chế. Sinh mộc, cây sống, gặp kim mạnh không sợ bị tổn hại nếu có được thủy phù trợ. Suy mộc, tức là mộc mà bị suy yếu, cái cần chính là thủy và thổ. Thủy giúp cho bản mệnh mạnh lên, thổ giúp bản mệnh được bồi đắp, gặp phải kim thì suy thành tử. Tử mộc, mộc chết có kim được đẽo gọt, nếu gặp canh kim, tân kim ắt mộc có lợi ích. Tử mộc, cây chết, gặp hỏa bị thiêu cháy, thân nhược kỵ thần là tiết, mệnh yếu kỵ bị tiết chế. Đây là trường hợp mệnh yếu mà vợ con đông thì sẽ chết sớm. Bản chất của mộc khi thịnh là người nhân từ đôn hậu, chữ hiếu chữ lễ làm đầu, cứu nhân cứu vật lại ích cho vạn vật. Người có tính dương mộc thì thẳng thắn cương trực. Người có tính âm mộc thì mềm mại uyển chuyển, đi từ thấp lên cao. Dương mộc khi suy thì tham ái, vì tình mà tiêu tan sự nghiệp. Dương mộc khi quá thịnh thì tự cao tự đại, một mình muốn vươn tận trời cao. Âm mộc khi suy thì cành khô lá héo, ủ rũ buồn rầu, say đắm trong bóng tối và nỗi buồn. Âm mộc khi quá thịnh thì mưu hại quân tử, chiếm quyền đoạt lợi. Bản chất của mộc ở miền Bắc mùa xuân đâm chồi nảy lộc, mùa hè thì vươn xa cành nhánh, mùa thu thì suy tàn thay lá, mùa đông thì co quắp chờ đợi. Bản chất của mộc trong miền Nam, mùa xuân thì đơm hoa kết trái, mùa hè thì thu mình ẩn tàng cho đến khi mưa đến thì đơm chồi nảy lộc, mùa thu thì vươn xa cành nhánh, mùa đông thì thay lá chờ ra hoa. Địa lý rất quan trọng, hình thành nên đặc tính của từng bản mệnh. Thời điểm sinh ra chỉ chi phối được yếu tố hạt giống mà thôi. Đó là lý do lục trụ mệnh lý đánh giá cao yếu tố môi trường. Lấp lánh sự thịnh suy trong mùa đông. Mộc sinh trong cung Hợi, tháng 10, sức sống bắt đầu nhen nhúm. Vào thời tiết tiểu dương xuân, khí dương xuân dịu ấm, mầm sống bên trong mộc phát triển, tức hiện tượng mộc sinh, nhưng thời gian mau chóng đã vào giữa đông, sức sống bị tắc nghẽn, còn mộc mùa đông chỉ có thể co cụm trên mặt đất, không thể vươn cao. Đó là tính chất của mộc trong mùa đông. Nếu gặp thổ nhiều, mộc được vun bồi, gặp nước lạnh mạnh, mộc chết, kim dùng nhiều nhưng không thể khắc phạt được mộc, nếu hỏa nhiều có công giúp sưởi ấm mộc. Mộc trong mùa đông, ngũ hành cần thiết không thể thiếu hỏa. Mộc lạnh hướng về mặt trời, nên mùa đông nếu không có lửa sưởi ấm, mộc không thể tươi tốt. Vì vậy, mộc mùa đông không sợ có nhiều hỏa, hỏa giúp sưởi ấm mộc thì thổ cũng có thể sưởi ấm mộc. Vào mùa đông, thủy mạnh nên không có thổ, mộc sẽ héo cành khô rễ, ngăn cản sức sống của mộc, nên cần có thổ vun bồi, nhưng chỉ thích hợp với hỏa thổ, đốt nóng. Trong cung Tuất, Mùi, không nên dùng thấp thổ, đất ướt, của cung Thìn, Sửu. Trong ngũ hành, thủy có thể sinh mộc, nhưng thủy mùa đông sẽ đông cứng mộc, khiến tự sinh trở thành khắc. Vì vậy nên thủy mạnh, mộc sẽ chết, vào mùa đông. Khí thế của kim mùa đông bị thủy tiết chế nên không thể khắc mộc, khí của mộc ở dưới đất nên cũng không bị kim khắc chế, nên tuy có nhiều kim cũng không phát huy được tác dụng. Lấp lánh về ý nghĩa việc lấy hỏa làm dụng thần của mộc mùa đông. Vào mùa đông, mộc khí quy nạp về căn, rễ, kim không thể khắc mộc lại làm cho mộc đông cứng. Âm mộc lúc này ở cung bệnh, ngũ hành có thể trợ giúp. Khi địa chi của năm sinh và ngày sinh bát tự ở vào đất sinh vượng phía đông nam của mộc, hỏa, dần mão, thìn phía nam, tỵ, ngọ, mùi phía nam mới tốt lành. Nếu ở vào đất tử, tuyệt phía tây bắc, thân, dậu, tuất phía tây, hợi, tý, sửu phía bắc,
rất kỵ. Mệnh mộc mùa đông ở phương Nam là nơi mộc có được hỏa thổ sưởi ấm làm cho bản mệnh có được cái dụng của mùa đông chuyển từ mềm yếu sang vững vàng. Lấp lánh giải pháp tốt hơn. Đối với việc cải vận thì việc di chuyển địa lý là vô cùng tốt và là giải pháp nhanh nhất. Các nơi có đình chùa là nơi có thổ và hỏa thịnh. Nơi có các anh linh từng tại thế cũng là nơi hỏa thịnh. Trang phục đỏ là một lựa chọn tốt. Ăn thịt dê vào mùa đông có bổ sung tỳ vị và tăng cường hỏa thổ cho mộc.